con số có thể nói là hết sức ấn tượng của Hưng Yên. Với cái kết quả tổng hợp GRDP thì có thể nói là chúng ta gần như là tăng gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng chung và của cả nước, đưa Hưng Yên trở thành một trong những cái tỉnh mà dẫn đầu ở khu vực đồng bằng sông Hồng cũng như là của cả nước về cái tăng trưởng GRDP trên địa bàn.